Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, ở tại tiểu bang North Carolina ngày hôm qua đã xảy ra một cái vụ cảnh sát bị một người ở trong căn nhà đó stand off, nghĩa là không ra đầu hàng mà dùng súng bắn liên tục về phía cảnh sát. Và cái vụ mà stand off này kéo dài đến 13 tiếng đồng hồ, khiến cho cuối cùng hai cảnh sát chết và hai người khác cũng chết luôn, còn tay súng là người thứ năm. Nhưng mà thường đó, tin tức nếu mà tay súng thì họ không có tính vào trường hợp các nạn nhân, cho nên tổng cộng chuyện này là có 4 người bị thiệt mạng. Thì phía cảnh sát của thành phố Boone cho biết là khoảng 9 giờ 44 phút sáng ngày hôm qua, thưa quý vị, họ lúc ban đầu đó là hai người cảnh sát được gọi đến một căn nhà, là bởi vì cái chỗ làm của cái ông chủ nhà này đó, người chủ gọi báo cảnh sát bởi vì người chủ nhà này đã nhiều ngày không đi làm và chỗ làm không liên lạc được, cho nên là họ muốn nhờ cảnh sát đến kiểm tra. Thì khi mà cảnh sát vừa mới đến đó thì ở bên trong nhà súng liên tục bắn ra, thưa quý vị, cho nên là một người cảnh sát đầu tiên, đó là ông Sergeant Chris Ward, đã bị thương rất là nặng, đưa vào trong bệnh viện thì ông không có qua khỏi. Và người cảnh sát thứ nhì là ông Logan Fox, thì ngày hôm qua đó ông bị thương nặng, nhưng mà mới vừa cách đây một tiếng đồng hồ tin tức cập nhật cho biết là ông cũng đã qua đời luôn. Thì sau đó là như quý vị cũng thấy là bắt đầu nhiều lực lượng, nhiều cơ quan họ cũng bao vây cái căn nhà này. Nhưng mà phía bên trong đó, theo báo cáo sở cảnh sát cho biết là cứ lâu lâu tay súng ở bên trong nhà đó bắn liên tục những cái tràng đạn ra ngoài, cho nên là cảnh sát họ cũng không có tiến vào được. Và người dân xung quanh cái khu vực này cũng đã được yêu cầu là phải di tản. Thì từ gần 10 giờ sáng ngày hôm qua, kéo dài gần 13 tiếng đồng hồ thưa quý vị, cho đến khi mà tay súng ở bên trong đó tự tử thì cảnh sát mới vào được, chứ y cũng không có có ý định đầu hàng. Thì đến sáng ngày hôm nay, phía cảnh sát khẳng định là hai người chủ nhà ở bên trong đó đã bị tay súng bắn chết. Nhưng mà bây giờ cảnh sát chưa có công khai là hai người chủ nhà với lại tay súng có mối liên hệ như thế nào, rồi động cơ gì mà tay súng giết chết hai người trong đó và có một cái cuộc đối đầu với cảnh sát lâu như thế này. Sau đây có bản tin liên quan đến thứ nhất California và thứ hai quận Cam, đều là tin vui. Trong thời gian qua, chúng ta nghe thấy rằng có một số vị tổng giám đốc, trong đó kể cả Elon Musk, rồi ông Edison, người mà làm tổng giám đốc công ty Oracle, rời cư từ San Francisco để sang Austin, Texas. Sau đó thì nhiều tin đồn toán nói rằng là người dân California đã mệt mỏi với cái đời sống cao ở California này, giá nhà đắt đỏ. Họ bán một căn nhà ở đây, họ có thể sang Arizona và đặc biệt là Texas mua cả 2-3 căn nhà, dư 2 căn nhà để cho muốn 1 căn nhà để ở. Thì những cái chuyện đồn đoán đó, thưa quý vị, tính cho đến ngày hôm nay hầu như không có nhiều sự thật cho lắm. Mới đây một chuyên gia về thống kê dân số và đặc biệt là nghiên cứu về các số liệu liên quan đến người rời cư từ tiểu bang này sang các tiểu bang khác, dựa trên con số thống kê mà Sở Thống kê Census của Hoa Kỳ công bố vào đầu tuần này thứ hai. Thì người này mới cho biết đó là California không hề có chuyện người dân rời xứ mà sang các tiểu bang khác. Có chứ không phải là không, nhưng không nhiều. Lý do là trong 10 năm qua, California vẫn có thêm hơn 2 triệu người. Và đó là lý do tại sao thị trường địa ốc của California vẫn tiếp tục gia tăng mạnh.
mà không phải chỉ có một quận từ San Diego cho tới Alameda của phía Bắc California, mà hầu hết tất cả các quận giá nhà đều tăng, tăng đồng loạt. Lẽ đương nhiên có quận thì tăng nhiều, có quận tăng ít, nhưng mà tăng vì lý do California trong 10 năm qua có thêm hơn 2 triệu người. Thưa quý vị, hơn 2 triệu người như vậy, cứ mỗi một năm thì trung bình có thêm hơn 200.000 người vào California. Và số nhà không có xây mạnh đầy đủ. Và đó cũng là lý do tại sao số người homeless gia tăng, rồi số người vào đây họ mua nhà, rồi phần lớn sinh con đẻ cái, rồi các cháu nó không có rời bỏ California. Cho nên họ nói, dựa trên con số thống kê hiện nay ở California, những người mà họ rời đi đó là họ rời từ quận này sang quận khác. Thí dụ như ở quận Cam, giá nhà có thể nói là một trong những quận đắt nhất ở California, thì họ bán nhà ở quận Cam, họ sang quận San Bernardino, hoặc là họ đang mướn nhà ở quận Cam, họ không mua nổi nhà ở quận Cam, họ rời quận Cam sang quận khác để mua được nhà. Trong đó, vùng Inland Empire, cái khu vực mà về hướng Riverside, San Bernardino, Indio đó thưa quý vị, xa xa ngoài ngoại ô, Rancho Cucamonga, đó là những cái vùng trong phạm vi của Inland Empire. Và cái khu vực này chúng ta thấy bắt đầu giá nhà tăng, rồi người ta vào đây sống. Ngày xưa quý vị đến Riverside đó không có bị kẹt xe như bây giờ đâu, bây giờ kẹt xe rồi, nó đông đúc vô cùng luôn. Bởi vì những cái người mà họ ở San Francisco hoặc là những cái vùng San Jose đất đỏ, họ cũng muốn rời về phía miền Nam California, nó ấm áp và nó đẹp hơn. Vì đó là lý do họ giải thích, họ không tin là người California rời California. Họ nói rằng California di chuyển có, nhưng mà chỉ trong phạm vi tiểu bang mà thôi. Thứ hai nữa, về vấn đề văn hóa con người và cái thói quen, họ nói người dân California từ xưa tới giờ đó, họ hưởng cái không khí và cái thời tiết nó quá tốt đẹp. Mặc dù ở vùng sa mạc nó nóng bức hơn, nhưng mà họ vẫn thích có được cái thời tiết của California hơn. Thứ hai nữa đó là nó đi đâu nó cũng gần, lên núi cũng gần, xuống biển cũng được, đi vào sa mạc, nghĩa là sang Las Vegas nói chung. Thì cái điều đó là những ai mà ở California đều biết. Cho nên nếu mà họ rời California để đến các tiểu bang khác, thì cái điều mà buồn bã của họ hoặc cái nuối tiếc của họ hoặc là sự ân hận đó, rồi họ nói rằng cuối cùng cũng có những người rời đi, xong cuối cùng không chịu nổi với cái thời tiết ở những nơi xa, họ quay trở lại California. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm qua ở tại quận Los Angeles, thành phố Sherman Oaks, xảy ra một cái chuyện, đó là một người cảnh sát đang chuẩn bị đi làm, thưa quý vị, lại bị một người đàn ông chui vào trong xe. Lúc ban đầu có lẽ tên này chỉ muốn cướp cái xe thôi, nhưng mà lại thấy cái túi đồ của ông cảnh sát vừa có cái áo vest chống đạn với cây súng, và y lấy luôn, và diễn ra một cái vụ đấu súng giữa người cảnh sát này và cái tay cướp xe, khiến cho ông cảnh sát cũng bị thương rất là nặng. Thì phía Sheriff của Los Angeles cho biết là chuyện này xảy ra hôm qua lúc 2:25. Người cảnh sát này ở một cái khu apartment, và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.